Alo. Vâng. Kèo Greg Minoan là kèo 1-10-1-4. Một lần nữa nhà của Yugi phải nói là được bao bọc bởi ba cánh rừng. Và sẽ như trận Hitty, anh sẽ đói. Trận này có thể đói rách mép. Yugi sẽ làm cách nào đây? Cầm Greg thường để đánh với đối thủ thì chỉ có cách là bài công phũ phàng thôi. Đập dân rồi đập công phù rồi trâu chém các kiểu con là điều. Chứ đánh thủ thì Greg chẳng khác nào tự sát bằng một con vực. Nhà là quá kín để cho Yugi. Và kín bao nhiêu thì đói bấy nhiêu. Vâng, siêu sao đế chế thì có lẽ anh sẽ làm lên một cái bất ngờ đầu tiên của giải. Thực ra đánh chạm 3 thì nó cũng chưa biết thế nào cả. Top 1 mà đánh với nhau là thường cứ phải chạm 7. Nên là có lẽ sau ngày hôm nay Yugi sẽ gạ siêu sao đế chế đánh quả random chạm 7. Đồ ăn vẫn chỉ là lác đác, thỉnh thoảng lại một con voi, đôi ba con hươu. Đã thấy một bãi quả phụ nhưng bãi quả phụ là hơi xa. Không sao, anh cần phải đá thêm một hai con hươu và câu con voi về để thuận lợi cho việc ép đời. Đóng ép. Anh đã ăn được một cây gỗ 40 ra để tạo điều kiện đọc vị trí đóng, có vị trí đóng ép đẹp nhất. Đúng rồi. Rất đẹp. Bãi vàng của Greg thì các bạn thấy là khá là tù. Bây giờ thì Yugi sẽ phải làm như thế nào? Cái này người ta gọi là đen. Hai voi, một hươu 4, một bãi quả phụ chưa rõ mấy cây. Nói chung thì vẫn lên được đời. À vâng, một con voi, thế này thì lại thành tươi. Vâng, tưởng chừng là héo nhưng nó lại tươi. Đã ngừng xin dân. Bài của Hughie như vậy là ba voi, hươu 4 và một bãi quả phụ. Bắt đầu cắt dân ra ăn bãi quả phụ. Vàng là xấu. Greg phải chăng anh sẽ đánh chơi bài chắc nhà và sóc đều 4 y. Không chả ai đánh cái bài đấy cả. Chúng ta sẽ xem Yugi sẽ làm như thế nào. Phải chăng anh sẽ có một tơn nâng chặt gỗ. Vừa rồi trong thời gian nghỉ giải lao giữa buổi sáng và buổi chiều của giải đấu thì đã có cuộc giao hữu giữa chip đẹp dài và chim sẻ. Thì tất cả các trận đánh chim sẻ đều nâng chặt gỗ. Vâng, lối đánh rất cho bộ hốc, cả hai game thủ đều đánh 25 dân. Timeline cân chặt chặt y như seng vậy. Đánh như solo seng. Nhưng đây không phải là seng với seng mà là Greg với Minoan. Cũng xin lưu ý với các bạn khán giả, đây là trận đánh chung kết đầu tiên của Yugi khi anh đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-0 trước ngôi sao đế chế. Một game thủ khá lạ mặt với cái tên rất là kiêu. Và có lẽ là sau giải đấu ngày hôm nay anh cũng sẽ lên hot. Thành idol ngay. Cũng chỉ chớm 11 thôi, khoảng 11-1x. 11-13 dành cho Yugi. Bây giờ anh sẽ đánh lối đánh như nào đây? Khung nhà rộng, có lẽ sẽ đánh một bài châu y. Nâng chặt gỗ. Nâng chặt gỗ hay nâng xin giò? Đóng vàng ở dưới thôi. Vẫn đẹp nhưng ăn hết ba cái cục kia thì bắt đầu xấu dần. Cho nông dân ra ăn cây gỗ 40 kia để cho ăn vàng có thể đẹp hơn. Nếu như siêu sao đế chế có một cái bài đẹp cũng lên thẳng A thì hơi dị. Đã chỉ số giò của siêu sao đế chế là khá cao.
30 mấy% có lẽ đã xuất giò và sắp giò sắp đến nơi rồi. 2L, vâng, châu chém. Yugi sử dụng chọn lối đánh châu chém chứ không phải là châu y. Vâng, một bãi vàng kép dành cho ngôi sao đế chế, quá đẹp trước Rick. Lấy vàng kép dành cho Minoan. Vâng, vấn đề là chưa lên được đời. Vâng, đang đắp nhà điều kiện. Vâng. Đây, đã có những con lạc đà. Nhà của ngôi sao đế chế là một cái khung nhà nho nhỏ và rất ấm. Đắp P. Như vậy là Yugi có lẽ phải xác định như thế nào đây. Đào vàng kín mít, sóc phủ bên trong, chuyển cung A. Đó là lối đánh của vòng vẩy E bắt giò. Quá hay dành cho siêu sao đế chế. Vâng, tôi nhớ là năm 2011 thì đùng một cái bầu trời Việt Nam xuất hiện một tia sáng chói lóa mang tên chim sẻ đi nắng. Và bây giờ thì dường như có bóng dáng của một ngôi sao nho nhỏ. Vâng, đây gọi là siêu sao chứ không phải ngôi sao nữa. Nhưng anh sẽ dùng bài đánh gì đây? Vâng, Minoan thủ phủ lên A. Quá chắc bài dành cho siêu sao đế chế trước Grix. Nhưng cũng may là siêu sao đế chế không chơi cái bài củ hành. Công 4P đánh chết Grix. Vâng, đã có lạc đà tới nhà. Có ăn được không? Nếu không ăn được thì quýt luôn. Rồi, lùi. Để xem Yugi làm thế nào. Yugi điểm vẫn cao hơn, nhưng đây chỉ là điểm chạy dò mà thôi. Và anh vẫn chưa biết làm thế nào cả. Có lẽ cần phải công phu vào nhà Minoan trước khi Minoan lên được A khỏe. Chứ anh lên được cung, lên được Y khỏe thì cung A cũng đã ngút ngàn trời xanh rồi. Có vẻ như Yugi hơi cóng. Thừa quá nhiều gỗ dành cho Yugi. Và đóng ruộng thì cũng không còn chuẩn xác nữa. Có lẽ anh công con phù lên chỉ để nhìn nhà thôi. Chứ cũng chẳng có cái vẹo gì cả. Quá khó anh cho Yugi. Các bạn có thể thấy là đến thời điểm này siêu sao mới đế chế mới chỉ đẩy sang một con giò và một con chém. 30 dân dành cho siêu sao đế chế và 34 dân là của Yugi. Vâng. Giờ này đang trên đường lên cung A. Vâng, đen hay đập? Vâng, đập rồi. Đúng rồi. Vâng, siêu sao đế chế vẫn chỉ đánh 1L và châu phù. Và chắc chắn là đang trên con đường lên A. BC lối đánh phát triển. Vâng, nếu như Minoan lên cung A mà Grix đánh nhanh thì vẫn có thể lên được 4, nhưng mà lên 4 xong bị ốp cái thì cũng tèo. Vâng, như vậy là đã có cung A hai áo. Cung A hai áo dành cho siêu sao đế chế. Những con phù của vâng, đẩy cung A kẹp lạc đà. Có lẽ là chúng ta có thể bắt đầu đếm ngược. Bắt đầu có thể đếm ngược dành cho Yugi. Cung A, công cả phù, cả A, cả lạc đà. Quá khó dành cho Yugi. Lấy cái gì đây? Vâng, tơn này thì vẫn có thể đỡ được. Nhưng vẫn đỡ được tơn này. Lực nhà Yugi là vẫn còn khỏe. Bây giờ thì vâng, timeline bắt đầu đè. Vâng. Vâng.
Tôi vẫn không rõ ý tưởng của Yugi về mặt chiến thuật là anh sẽ bật 4 hay châu y. Anh đánh chém hay là châu y nâng giáp đồng vẫn chưa rõ. Thế nhưng mà giờ này thì nhà anh thì hơi ít quân. Siêu sao đế chế bắt đầu đẩy quân. Đi vòng tìm cách bắt quân. Vâng, các bạn thấy như cánh rừng để làm cho cái việc quản quân nâng thêm L. Như vậy anh chọn lối đánh châu L Kene để phát hiện ra siêu sao đế chế đang đứng ở đó. Sẽ đi vòng, vâng, không được rồi. Bây giờ là chém 4. Có lẽ là cần phải lên thêm một cái đầu máu nữa cho chắc cốp. Đây rồi, bắt được rồi. Có bắt được không? Vâng, lại còn có cả một con phù kẹp vào đó. Khó rồi. Nature. Vâng, chưa xong. Chém sinh ra vẫn còn có thể đỡ nhà được trong turn này. Vẫn tiếp tục đỡ nhà được. Nếu như siêu sao đế chế không liên tục tăng dân thì cứ bị bắt quân liên tục này thì siêu sao đế chế sẽ bị thua ngược. Đây là những con chém 4. Vâng, lực nhà của Yugi là rất khỏe. Anh cần ăn thêm một bãi vàng nữa bên ngoài. Vâng, trâu chém mới có thể thắng được. Nhưng mà lượng hù. Ôi, én. Thôi xong rồi. Mất hai con chém. Cùng kẹp phù. Ông tôi nghĩ là siêu sao đế chế không việc gì phải công liều tiều vài ba tơn cung A lẻ tẻ như thế này cả. Chỉ cần cứ đứng nhà sóc dân, sau đó tìm thời điểm thích hợp ốp phát, thế là xong. Bắt đầu Ken e. Đây rồi, không việc gì phải Ken khi đã nhìn thấy đối thủ đứng ở đâu. Yugi đang tìm cách đi vòng để bắt quân. Nếu như đây là Yamato thì có lẽ là sẽ khác rất nhiều. Lượng chém sinh ra nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Đây rồi. Vâng, Yugi chơi cái bài gì đây? Anh định bỏ nhà chăng? Khó. Đổi nhà là khó. Khi mà ở nhà thì cung A sẽ tiếp tục sản ra. Quá nhiều cung A đứng trong nhà dành cho siêu sao đế chế. Cần phải bắt được đào những quân đẩy chứ anh không thể tham công nhà theo kiểu như thế này được. Vâng, cung A nở quá nhanh. Thậm chí là còn có cả phù, cả phèo, cả các kiểu. Có lẽ sẽ là tỷ số là 3-0. Vâng, lượng vàng và lượng đồ của Yugi là vẫn còn. Thế nhưng mà vàng thì không có, anh sẽ lấy cái gì ra để chống? Vâng, Yugi, ông chủ quán nơi tổ chức giải. Vấn đề bây giờ là vàng không còn. Vấn đề là không còn vàng, tơn này thì có thể vẫn đỡ được. Phá nhà S, phá nhà P, phá hết ra. Đúng rồi. Quá hay cho dành cho ngôi sao đấy chứ. Yugi có lẽ anh thừa rất nhiều thực, anh cần đẻ thêm dân để đi dò ăn một bãi vàng khác. Vâng, như vậy là Yugi sẽ rời khỏi giải solo không kèn không trống. Và thành viên duy nhất còn lại của Game TV trong giải đấu năm nay sẽ là GV. Vâng, GV. Vâng, theo tôi là bây giờ là cần có một tên đít mạng chiến thuật dành cho Yugi. Vâng, có quá nhiều những khán giả yêu thích Game TV. Vâng, phẩy e quá hay. Vâng, lượng thực và lượng gỗ nhà Yugi là quá nhiều. Nếu như đây là một quân gỗ thì có phải là tươi không? Vâng, tham lai vẫn đánh được. Tham lai là vẫn đánh được, nhưng vấn đề là vàng của anh ở đâu? À vâng, siêu sao đối chế lo sợ bắt quân nên anh đi ra. À đừng bắn e.
Anh đứng bắn e. Vâng, siêu sao đứng bắn e. Giờ này Yugi cũng chẳng xoắn gì mấy cái ruộng. Một pha vẩy e nữa. Quá hay dành cho siêu sao đi chế. Vâng, Yugi lần đầu tiên anh cảm thấy sự khó chịu đến từ một cái tên mới. Vâng, 2011 thì chim sẻ đi nắng xuất hiện, và 2013 là một ngôi sao đế chế. Vâng, bình luận viên G-Man gọi anh là Cristiano Ronaldo chế. Vâng, anh sẽ lấy cái gì? Có lẽ lượng dân của ngôi sao đế chế đã có hơn cái tham 33 của anh rồi. Vâng, một nông dân lên phải chăng là đóng một cái nhà ca? Vâng, có Dene giải lao chém vào bắt quân không? Vâng, một con nông dân lên đóng một cái nhà gì đó, có lẽ là nhà ca để dọn dẹp. Vâng, đen ép ra để lao vào. Resign. Chiên chia buồn với Yugi. Trận đánh quá hay. Vâng, như vậy là tỷ số là 3-0 dành cho ngôi sao thì siêu sao đế chế. Lúc đầu nhìn kèo thì tôi cứ tưởng là kèo quá lệch dành cho Yugi, nhưng mà thực ra lại còn lệch hơn mức tôi tưởng, lại là lệch cho siêu sao đế chế. Tỷ số là 3-0 trắng dành